Kính thưa quý vị, thật ra là một vài tiếng nữa thôi là Điện Đại sẽ phải lấy máy bay đi. Nhưng mà như các anh chị cũng có theo dõi Điện Đại đó, là mấy cái bữa nay là Điện Đại rất là bận, dù mặc dù là đi sang Cali ngắn hạn, nhưng mà Điện Đại cũng cố gắng gặp gỡ và làm khá nhiều chương trình. Thì ngày hôm nay Điện Đại sẽ xin giới thiệu đến quý vị một nhân dáng mà có lẽ là cũng không xa lạ gì với một số các anh chị em đã theo dõi các phương tiện truyền thông, thì cũng đã biết tới nhà sử gia Phạm Trường Anh với nhờ những cái nghiên cứu về sử học của ông. Tuy nhiên, để mà giới thiệu về ông đó thì có lẽ là phải giới thiệu rất là nhiều lĩnh vực, vì có thể nói là ông là một mẫu người điển hình của một người văn võ toàn tài. Ông có những cái quá khứ đấu tranh, có thể định nghĩa ông là một nhà cách mạng và đồng thời ông cũng là một nhà sử gia. Cho nên là ngày hôm nay Đình Đại chỉ xin giới thiệu đến một một trong những khía cạnh của con người của ông, đó là trên lĩnh vực nghiên cứu về sử học. Thưa sử gia Phạm Trường Anh, xin cảm ơn ông ngày hôm nay đã nhận những lời, dù rằng ông cũng bận biểu mà cũng nhận lời để mà đón tiếp Đình Đại ngày hôm nay tại thư gia của ông. Đình Đại xin phép hỏi ông là ông đã ra một tập sách, Đình Đại biết là bao gồm rất là nhiều tập về sử và cả một tập sách sử về tiếng Anh, và gần đây nhất thì ông đã ra một và hai quyển sách nghiên cứu về Việt Đạo 1 và 2. Ở trong này nó bao gồm tập 1 bao gồm những cái nghiên cứu về nguồn gốc Việt Nam, nguồn gốc con người Việt Nam, và quyển 2 thì ông phát triển về phần tư tưởng. Thì xin ông cho biết sơ qua. Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Trà Đàm Paris của Đình Đại, một người trẻ đam mê về lịch sử và văn hóa âm nhạc của dân tộc. Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả và hoàn thành được hơn 30 cuốn sách về lịch sử Việt Nam để tìm về cái cội nguồn văn hóa cũng như cái tiến trình của lịch sử Việt. Có thể nói một cách thẳng thắn rằng tất cả các bộ sử từ trước tới nay, hầu hết viết về cội nguồn dân tộc đều không chính xác. Nhưng may mắn là chúng ta trong cái thời đại này, hiện tại chúng ta có cái phương tiện truyền thông và tìm kiếm được những cái công trình khảo cổ. Thì theo như quý vị và các bạn đã biết thì lịch sử nó là lịch sử chết trên thư tịch, trên cái sách sử. Thế nhưng mà với những di chỉ khảo cổ của các công trình của văn hóa khảo cổ, người ta đã đào bới được những di chỉ văn hóa với những cái niên đại có thể là mấy chục ngàn năm. Cái điều này nó phục hồi một cái sự thật lịch sử, nó trở thành lịch sử sống động với cái chứng cứ khoa học rõ ràng. Thì thưa với quý vị, từ trước tới nay thì chúng ta vẫn nghĩ, vẫn được viết rằng chúng ta là từ phương Bắc đi xuống, từ Động Đình Hồ mà đi xuống đến Bắc Việt mà thành lập quốc gia Văn Lang ở đó. Nhưng mà cái điều này nó cũng không đúng sự thật. Thì nói tới cái cội nguồn lịch sử dân tộc của chúng ta phải phải biết thêm là cái nạn biển tiến đó. Tức là trong lịch sử nhân loại nó có 20 lần biển tiến. Mỗi lần mà biển tiến tức nước mực nước biển dâng lên là do cái biến đổi khí hậu. Những tảng băng ở Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương nó tan, thành nước nó dâng lên cả 100 mét. Thì bởi vậy, chúng ta trong Thánh Kinh mới có cái chuyện nạn Hồng Thủy, Đại Hồng Thủy. Rồi trong cái kho tàng cổ tích Việt Nam mới có chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Mới đầu ta tưởng nó là hoang đường huyền hoặc, nhưng mà đó là cái sự thực lịch sử được hư cấu dưới cái dạng truyền thuyết, huyền thoại. Thì thưa quý vị, cách đây 70.000 năm thì người tiền sử từ Phi Châu chuyển di chuyển đến vùng Hòa Bình ở Đông Nam Á. Thì chúng tôi gọi là người Hòa Bình, Hòa Bình Hân. Rồi sau đó 50.000 năm xuống Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, và 50 năm trước, ngàn năm trước thì cũng lên tới Bắc, định cư núi Thiên Sơn. Rồi từ Bắc xuống gặp chủng Mông Cô Lũy từ phía đông,
rồi Hyosung phải bắt Tây Bắc Á đi lên, với lại Turkistan ở bên châu Âu sang, Trung Âu sang, thì tạo thành gọi là một cái dân tộc gọi là Hiệp Trung Quốc, tức là tiệp là Trung Quốc hiện tại. Còn là lịch sử Việt Nam thì cách đây 40.000 năm cái khí hậu miền Bắc nó bớt lạnh và cái nạn biển tiến, thành ra người Việt cổ, người hòa bình mà chúng tôi gọi là người tiền Việt, pre-Vietnamese, mới thiên cư lên vùng cao để tránh cái nạn biển tiến, dọc theo Vân Nam qua Ba Thục lên tới chân cao nguyên Tây Tạng, ta gọi là Tibetan Plateau. Thì những người Việt định cư ở đó, và khi mà mực nước biển hạ xuống, tức là gần đây nhất là 8.000 năm thì biển tiến, và cách đây 5.500 năm thì mực nước biển hạ xuống rút dần, thì người Việt lại từ chân cao nguyên Tây Tạng dọc theo con sông Nguồn chảy xuống giáp với lại sông Dương Tử ở Vũ Hán chảy ra miền Đông Đông Nam. Thì cái vùng này sách cổ Thượng Thư gọi là Xích Quy Phương. Xích Quy là cái vùng đất đỏ, phương đó, nó chỉ là cái đồng đồng lúa, tức là cái vùng đất đỏ có trồng lúa nước. Đây là một cái đặc trưng văn hóa của người Việt cổ với cái nền văn minh lúa nước. Thì cái cũng chính từ cái vùng này mà mấy Kinh Dương Vương lập quốc Xích Quy, và thì lấy cái tên nước là Xích Quy, tức là vùng đất đỏ. Nhưng mà sử tàu nó xuyên tạc nó, mình gọi là Xích Quỷ. Thực ra thì trong cái bản đồ của đời Thương nó có cái nước gọi là nước Quy Phương, nó là nước Xích Quy của chúng ta. Và cái di chỉ khảo cổ Lương Trữ ở di chỉ Bàn Long Thành, đó là cái thành cổ nơi đó là có thể là kinh đô của xa xưa của Văn Lang. Thì sự thật lịch sử đã được phục hồi, tức là vì cái nạn biển tiến thì người Việt phải thiên cư lên miền cao để mưu sự sinh tồn. Rồi khi nước biển rút xuống thì lại xuôi nam định cư. Và từ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc trước là của người Việt tộc cư trú. Thành ra nghiên cứu về lịch sử thì mới phục hồi được cái sự thật lịch sử. Đó là cái lịch sử Trung Hoa cổ đại là hoàn toàn là của đại tộc Việt với 22 nền văn hóa. Với những di chỉ văn hóa chứng minh rằng đó là của Việt. Mà trong khi tàu Hán thì bắt đầu từ Thiều Thương, tức là 1600 trước Dương lịch, thì những cái nền văn hóa như là cái nền văn hóa Đĩnh Nam, Giang Nam, Bán Pha 7.000 năm, rồi Giả Hồ 7.000 năm trước Dương lịch, Đồi Ba Sao, Ba Thục, nó có trước 1600 năm. Như vậy nó là của đại tộc Việt. Thành ra cái lịch sử Trung Hoa cổ đại, chúng ta phục hồi sự thật, đó là lịch sử của đại tộc Việt, trong vậy của Tàu Hán. Tàu Hán chỉ bắt đầu từ Triều Thương 1600 trước Dương lịch, như sử gia Tư Mã Thiên viết mà thôi. Đó là cái vấn đề của chúng ta, là chúng ta có cái điều kiện sau này tiếp nhận được những cái tri thức khoa học qua những cái cấu tạo máu, chỉ số sọ, rồi DNA, mã di truyền, cái genome di truyền. Đó là cái bằng cớ sống động nhất mà không thể tranh cãi được. Thì thưa quý vị, cái sự thật lịch sử nó đã được phục hồi, chứ không phải là giống như cái bộ sử của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam chép dập khuôn của cái bộ sử của Tiền Hy Tộ Triều Thanh, nó đã xuyên tạc bóp méo toàn bộ, sửa đổi lịch sử, sử lược trở thành Việt sử lược. Và những cuộc nổi dậy khác, giành độc lập của Trương Nữ Vương thì gọi là nội loạn. Thì nó chỉ quy định rằng, nó chỉ viết rằng cái nước Văn Lang được thành lập vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, mà chúng tôi gọi là trước dương lịch cho nó chính xác. Như vậy là đã phủ nhận toàn bộ cái lãnh thổ của người Việt cổ chúng ta từ thời Kinh Dương Vương tới các vua Hùng, từ Xích Quy, Văn Lang. Bây giờ chỉ còn thừa nhận một phần Nam Quảng Tây, Quảng Đông và Bắc Trung Việt là Bắc Việt và Trung Việt là Việt tộc. Đó là cái sự
bóp méo lịch sử mà Cộng sản Việt Nam đã căn cứ trên cái sử quan Tiền Hy Tộ Triều Thanh mà xác định điều này, có nghĩa là họ nó mặc thị phủ nhận cái nền văn hóa cội nguồn của Phùng Nguyên Đông Sơn của chúng ta để nhường lại cái phần đất của tổ tiên cho Trung Quốc xa xưa và đế quốc mới Tàu Cộng ngày hôm nay. Thì đó là cái điều thứ nhất là chúng tôi muốn trình bày, là dân tộc Việt từ phương Nam đi lên để tránh đạn biển tiến, chứ không phải từ rồi khi miền Bắc, rồi đến lúc mà biển rút đó, thì mới xuôi Nam. Thì cái thời gian đó, thưa quý vị, khi biển tiến thì Bắc Việt tới Hải Nam là còn lục địa nối liền. Và từ Cà Mau cho tới Nam Dương, Úc Châu là vẫn còn nối, nó gọi là Sandalen. Còn từ Bắc Việt sang Nam đảo Hải Nam gọi là Nan Hải Len, tức là đi bộ ra được. Thì đó là một cái sự thật lịch sử được chứng minh bởi một cái công trình khoa học. Cái điều thứ hai nữa cần phải khẳng định lại về cái cội nguồn văn hóa và tiến trình lịch sử Việt. Sách sử xưa viết là chúng ta là thuộc đại chủng Mongoloid. Thì cái điều này nó lại hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi đã tìm tòi tất cả những cái tài liệu công trình nghiên cứu để phục hồi sự thật rằng chúng ta là thuộc đại chủng Hòa Bình Hoít đi khắp thế giới. Mà cái chữ viết của chúng ta như ông Paul Rivière hay là ông Henri Frey của Pháp, tiếng Việt là mẹ đẻ ngôn ngữ thế giới. Cái tiếng mà Trung Đông bây giờ ngoằn ngoèo đó là nối chữ của mình, chữ nòng nọc trước xa xưa của mình. Và ngay cái người thổ dân châu Mỹ bây giờ, cái DNA nó gồm 4 yếu tố A, B, C, D, y chang người Việt. Thành ra nó là gốc người Việt cổ. Thành ra chúng tôi mới đề nghị họ phải gọi khi mà Christophe Colomb năm 1492 tìm được châu Mỹ, tưởng là đến Ấn Độ mới gọi là Inden. Đó là cái sự sai lầm. Mà thực ra chúng ta phải gọi là Ameri Việt, tức là người thổ dân châu Mỹ gốc Việt. Chứng cứ khoa học nó rõ ràng như vậy. Thứ hai á, là cái đại chủng mình không phải là Mongoloid. Mongoloid chỉ là phụ chủng của đại chủng Hòa Bình mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta phải xác nhận. Chúng ta thuộc đại chủng Hòa Bình Hoít, chứ không phải là Mongoloid như xa xưa. Đó là mấy cái điểm mà chúng ta thấy rằng cần phải phục hồi cái sự thật lịch sử về cái tiến trình văn hóa, tức là cái văn hóa sử của Việt Nam, cũng như cái tiến trình lịch sử, tức là lịch sử Việt Nam từ thời lập quốc cho tới ngày nay. Đây là chúng ta đang nói qua về cái gọi là cái nguồn gốc sâu xa của người Việt. Thì đã có lần Đình Đại được sử gia giải thích cho một số các địa danh cũng như là một số các truyền thuyết mà chúng ta tưởng chừng như là nó vô nghĩa, nhưng thực ra nó đều có cái ý nghĩa. Ví dụ như là sông nguồn chẳng hạn, trong ca dao của chúng ta cũng có những cái câu ví von liên quan đến những cái địa danh mà hầu như là chúng ta chỉ biết qua tên như vậy thôi, chứ chúng ta không biết rõ rằng nó chính là những cái địa điểm chính xác mà có thể tìm lại được trên bản đồ. Cái điều đó ngày xưa mà chính tôi cũng thắc mắc, thì hỏi thầy thì thầy bảo núi Thái Sơn ở đâu, sông nguồn đâu, thầy vào bên Tàu. Mình thắc mắc mà tại sao lại công cha mà với nghĩa mẹ mà lại so sánh với lại ở bên Tàu. Vì sau mình mấy chục năm sau này khi nghiên cứu mình biết rằng cái núi Thái Sơn ở bán đảo Sơn Đông. Còn cái sông nguồn nó là chân cao nguyên Tibetan, nó chảy xuống ra biển Đông mà nó nhập vào cái sông Dương Từ ở Vũ Hán. Mà Vũ Hán là với cái di chỉ cổ Bàn Đông Thành là kinh đô của cái nước Văn Lang cũ. Thì chúng ta mới hiểu rằng đây là một cái địa danh mà sau khi nước biển rút, 5.500 năm rút, thì người Việt cổ đã đi từ chân cao nguyên Tây Tạng xuống định cư ở cái vùng đất này. Thành mới lưu lại cái địa danh là núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn là chân núi Thái Sơn ở Hà Nam á. Nghiên cứu về cổ sử Trung Hoa thì đó là thủ lĩnh là Hữu Hùng Thị ở Tân Trịnh Hà Nam.
tức là đế hoàng của người Việt. Thế nhưng mà Sử Gia Tư Mã Thiên đã lấy cái nhân vật đế hoàng mà sửa theo cú pháp Trung Quốc là hoàng đế, rồi dựng lên cái này là thủy tổ của Hán tộc. Đây là một cái sai lầm. Cái điều này đã được nhà nghiên cứu Ibert Hack người Mỹ dạy tại Đại học Bắc Kinh đã phục hồi sự thật, nói rằng chính Tư Mã Thiên đã lấy một cái nhân vật gọi là thần hoàng của Sơn Đông mà đưa lên làm thủy tổ của Hán tộc chứ không phải là sự thực. Thì có những cái điều mà chúng ta chỉ có nghiên cứu và đọc, tìm đọc sách sử chúng ta mới thấy được cái sự thật lịch sử. Thì chính vì vậy mình mới có cái câu ca dao là công cha như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nó là như thế. Vâng. Như Sử Gia lúc có nói lúc nãy đó là người Việt cổ đã có hai đợt thiên di vì cái vấn đề thay đổi khí hậu. Đợt thứ nhất là chúng ta đi từ phương Nam đi lên phương Bắc vì cái nạn đại hồng thủy. Và cái đợt thứ nhì như là Sử Gia vừa mới nói đây về sông nguồn, là một cái đợt chúng ta đi từ cao nguyên Tây Tạng xuống lại với xuống vùng châu thổ sông Hồng. Có đúng không ạ? Tức là chúng ta đã hiện diện rất lâu đời ở cái vùng đất mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Trung Hoa. Và với hai đợt thiên di đó thì cho tới ngày hôm nay chúng ta chỉ còn lại cái phần đất mà chúng ta gọi là Việt Nam. Thì cái điều đó là một cái sự thực lịch sử được chứng minh bởi khoa học, bởi khoa nghiên cứu về đại dương học với cái nạn đồng tiến, để cái tiền sử học, tức là đo về chỉ số sọ. Thì ngay về cái chỉ số sọ tôi muốn nói thêm nữa là các nhà nghiên cứu Bắc học họ đã đi đào bới khắp châu Á và đã xác định rằng cái chỉ số sọ trung bình của người Việt là 82,13. Mà cái người Hoa ở Hoa Đông và Hoa Nam, tức là người Việt Trung Quốc gốc Việt cổ đó, thì là 81,22. Trong khi cái tàu Hán chỉ số sọ nó là 76,51, mà sọ dài, mình thì sọ tròn. Là ngay cái chỉ số sọ đã phân biệt được. Chứ chưa nói về cái DNA thuyết phục sau này nữa. Đó là một cái sự thực lịch sử mà chúng ta phải biết tới. Thì cần nói, thí dụ như cho cái thế hệ trẻ bây giờ, một cái người ngoại quốc họ nói ở trong ông anh giống tàu hay giống Nhật quá, không biết cái nào thì trả lời. Thì mình có được những cái chứng cứ khoa học và mình sẽ nói rõ. Không những là mình là người gốc người Hòa Bình, là người Việt cổ, pre-Vietnam, tiền Việt cho tới cao nguyên, chân cao nguyên Tây Tạng này gọi là người Việt cổ, là ancient Vietnamese. Rồi từ đó mới sang Nhật, lên Bắc Triều Tiên và định cư ở vùng Trung Hoa. Ngay bây giờ 2/3 dân số Trung Hoa gọi là người Trung Quốc, thế nhưng mà là gốc Việt cổ. Bởi DNA cái vùng Hoa Đông, Hoa Nam cũng y chang Việt Nam. Vâng. Đó là cái sự thật lịch sử. Vâng. Thực ra thì khi mà nói về sự Việt cổ thì nó rất là khó hình dung và khó hiểu cho chúng ta ngày hôm nay. Thậm chí những người gọi là có tìm hiểu đi chăng nữa đó thì đôi khi cũng bị rơi vào cái suy nghĩ là chúng ta đến từ Trung Hoa. Về mặt địa lý thì nó chính xác, nhưng mà về mặt dân chủng học thì có lẽ là nó thiếu, nó cần phải được diễn giải và nó cần phải được giải thích như cái cách mà giáo sư Phạm Trường Anh đã giải thích. Thì chúng ta sẽ hiểu được là cái vùng đất mênh mông mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Trung Thổ, Trung Nguyên đó, là xưa kia nó là những cái mảnh đất thuộc về cái tộc Bách Việt đã phát triển và sinh sống lâu đời ở đó. Nhưng mà với cái thời gian và với cái quá khứ phai nhạt dần đi và chúng ta sau này lại ngỡ rằng chúng ta là một phần của Trung Hoa mà chúng ta thiên di về Nam, có phải không ạ? Không, thì có một cái sự thực cũng hơi đau lòng là người Việt mình mang cái tâm trạng thấy cái gì hay đẹp thì bảo là của Tàu, cái gì to lớn văn minh thì bảo của Tây. Nhưng mà khi mà tìm lại cái công trình nghiên cứu lịch sử, tôi phục hồi sự thật, cái gọi là nền văn minh Trung Quốc chính là nền văn minh Việt.
đơn cử và thí dụ thôi. Thí dụ là kiến trúc nóc bằng mái cong ở Thiên An Môn. Đó là kiến trúc Việt cổ mà do công trình sư Nguyễn An người Việt làm. Chứ không phải Tàu. Ngay cả chữ Trung Hoa cũng là chữ Việt cổ. Thế là bộ Ngũ Kinh viết bằng lối chữ Khoa Đẩu mà của Khổng Tử viết, tức là góp lại, tức là san định lại thôi chứ không phải Khổng Tử viết ra. Tức là của tiền nhân, tức là của người Việt cổ. Mà Khổng Tử chỉ san định lại mà viết bằng lối chữ Khoa Đẩu. Tức là lối chữ cổ của người Việt. Mà đặc biệt là cái lối chữ Khoa Đẩu đó mà người châu Mỹ sang đây, tức là người gốc người Việt cổ sang, vẫn giữ cái lối chữ đó mà chúng tôi gọi là Kipu. Lối chữ thắt nút kết thằng của thời Thần Đông. Mà lối chữ của người thổ dân da đỏ ở châu Mỹ ấy, thì gọi là lối chữ Kipu. Mà gọi là thổ dân da đỏ nó cũng không đúng, là bởi vì gốc Việt cổ thì có cái gọi là sâm vẽ mình. Thành như người thổ dân châu Mỹ bôi thổ chu lên mặt, thành ra người phương Tây đến nó thấy da đỏ, nó gọi là da đỏ. Chứ mà thực ra là da vàng, mũi không được cao giống như người Việt Nam, người Việt cổ của mình. Đó là cái sự thật lịch sử mà rất lý thú. Mà ông không chỉ nghiên cứu về cái nguồn gốc của tộc Việt, mà ông còn phát triển, ông còn triển khai về cái lĩnh vực tư tưởng, tư duy cũng như là triết lý Việt nằm trong cái tập Việt Đạo 2 của ông. Vậy thì xin ông nói, xin ông cho biết sơ lược qua về cái Việt Đạo đó. Thì thưa quý vị, trong cái cuốn 2 tức là văn hóa sử đó, tức là lịch sử tiến hóa của một dân tộc, thì như chúng tôi nói là mình từ hòa bình đi lên, tức là hòa bình là cách đây có nền văn hóa hòa bình sớm ở Thẩm Quyên là 32.000 năm. Văn hòa bình chính thống là thời giữa, tức là xóm trại khoảng 18.000 năm, và muộn tức là Thẩm Hai 10.875 năm. Rồi tới văn hóa Lĩnh Nam, Giang Nam, Bắc Sơn, Bán Pha, Giả Hồ, Đồi Ba Sao, Ba Thục, Hà Mẫu Độ, Long Sơn, Hướng Thiều, Đại Vấn Khẩu, Đại Khê, Ốc Eo, Lạc Việt, Quảng Tây, Lương Trữ ở Chiết Giang, rồi văn hóa Hà Lạc, Thạch Gia Hà, rồi tới Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đông Sơn, rồi nền văn hóa Điền Việt, Âu Lạc và Nam Việt. Thì trải qua 22 cái nền văn hóa đó, thì cái đặc trưng của người Việt là gì? Cái công trình nghiên cứu cái chữ Việt, nó là chữ Nhật, nó là chữ Dịch. Chữ Việt vừa là mặt trời, hiện tại bởi vậy trên toàn bộ trống đồng đều thấy hình mặt trời ở dưới trung tâm. Thì cách đây mấy ngàn năm thì chúng ta chưa có quốc kỳ. Thì cái biểu tượng mặt trời nó là cái quốc kỳ. Rồi những cái vũ điệu trên cái vàng chung quanh trên mặt trống thì nhờ cái vũ điệu nó mà vua thấn nhận ra cái tam miêu là đồng chủng, đó là cái bài quốc ca. Thành lịch sử nó có nhiều cái thú vị ở chỗ đó, nếu mà chúng ta tìm ra về sau mới tìm được. Nghiên cứu trống đồng nó có cái triết lý âm dương vuông tròn của người Việt. Thành cái đồng tiền của người Việt cổ quý vị thấy tròn nhưng mà lỗ vuông. Đáng nhẽ sỏ dây thì phải lỗ tròn nó dễ, nhưng mà lại vuông, tức là cái quan niệm vuông tròn, quan niệm cha trời mẹ đất. Nước mưa từ trên trời rơi xuống lòng đất mẹ, sinh sôi nảy nở âm dương, thành vạn vật cấu tinh nam nữ hóa sinh, thì vạn vật cấu tinh mới sinh sôi ra loài người để mà truyền chủng tới cho chúng ta. Thì chúng ta phải biết rằng một điểm nữa chúng tôi cũng muốn nói, tức là người phổ thiên cư sang châu Mỹ là như thế, bằng cách nào? Tức là đi lên tới bán đảo Sơn Đông, rồi đi lên trên eo biển Alaska. Lúc đó thì nối giữa Alaska với Bắc Mỹ nó còn là cầu đất, nước biển trơi dâng lên thì mình đi ngang lên, đi sang bên này, rồi định cư thành thổ dân Bắc Mỹ. Mà một mặt khác là đi vượt Thái Bình Dương. Chúng ta cái truyền thống người Việt cổ là cái thuyền độc mộc, lấy cái thân cây khoét lỗ giữa, nhưng mà ráp lại 2-3 cái thuyền độc mộc nó thành cái bè là vượt đại dương được. Thành ra chúng ta đã chinh phục cả Trung Mỹ. Thành ra cái thổ dân da đỏ bây giờ họ muốn, một số người vẫn, một số cái tộc người vẫn định cư trên biển cao.
là nhớ tới cái truyền thuyết của cha ông kể lại là nước lụt không có đường về, thành như cứ thiên cư lên miền cao. Đó là cái đặc tính. Và người thổ dân châu Mỹ bây giờ cũng thờ ngũ sắc, ngũ hành, cũng xâm mình dắt đầu vắt lông chim, tức là biệt sắc, những cái bản sắc riêng biệt của người Việt cổ vẫn giữ nguyên. Và đặc biệt chúng tôi đã nói là cái DNA là y chang người Việt. Vâng. Với bốn yếu tố ABCD. Vậy thì mình rút tỉa từ trong những cái đặc tính gọi là chủng tộc đó, thì cái triết lý mà chúng ta có thể rút ra được, chúng ta có thể hiểu được cái tư tưởng cũng như là một cái triết lý của người Việt cổ của chúng ta như thế nào? Thế là cái tinh hoa của triết lý Việt cổ chúng tôi vừa nói trong trống đồng, nó là cái đạo thái hòa. Tức là thái quá bất cập. Một cái đạo thái hòa là chính chung, không có quá đáng mà nghiêng về âm hoặc nghiêng về dương, thì đó gọi là nhân hòa trung đạo, là cái đạo mà thái hòa là an hòa an lạc, thì trung đạo là cái đạo chính chung, là cái chính là cái đạo làm người của mình. Bởi vậy mình mới có cái chữ đạo, mới có đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Đạo nó là con đường để hướng tới chân thiện mỹ tốt đẹp. Thì cái bản sắc riêng biệt của người Việt cổ, tức là cái nhân bản cộng tồn, là cùng chung nhân loại, cùng chung nhau lấy con người làm gốc mà cùng chung tồn tại trong hòa bình. Chứ không có tiêu diệt lẫn nhau, không có loại trừ lẫn nhau. Và cái nhân sinh quan, tức là nhân hòa trung đạo, chung sống và lấy cái đạo chính chung và tạo ra một thế giới an bình an lạc cho nhân loại. Đó là cái tinh hoa của triết lý Việt cổ, giống như cái đạo thờ cúng tổ tiên của chúng ta. Có thể nói rằng hầu như trên thế giới không, tuy là có quốc tổ nhưng mà không có tôn thờ quốc tổ. Chỉ duy nhất người Việt là có quốc tổ để tôn thờ. Quốc tổ Hùng Vương là vua lập nước Văn Lang, nhưng mà quốc tổ chính thức của mình xa hơn nữa là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân và Âu Cơ. Quốc mẫu là Âu Cơ. Bởi vậy chúng ta mới thấy rõ được cái tinh hoa của triết lý Việt, tức là cái đạo thờ trời. Mình là cư dân đông nghịch, sống bằng ánh sáng mặt trời. Thì cái người Nhật trước cũng là một bộ phận của người Việt cổ ở nước Yên, nước Hàn á, về sau sang Nhật, mà cái thời đó là còn mẫu hệ, thành mới lấy làm Thái Dương thần nữ, mẹ trời, chứ về sau mới là cha trời mẹ đất. Thì cái biểu tượng đó nó cũng nói lên một cái ý niệm chung nhất là cái cư dân nông nghiệp, sống nhờ mặt trời, thờ mặt trời để mà mùa màng tốt đẹp, cuộc sống an lành an hòa. Thì đó là một cái điểm son, điểm chính của cái tinh hoa của triết lý Việt, tức là không có đấu tranh, không có loại trừ, tiêu diệt mà cùng tồn tại. Không phải A là A, B là B, mà có thể là vừa A vừa B. Thành ra cái nguyên lý của mình gọi là tương hòa, dung hợp được. Chỉ bởi vậy cái đất nước Việt Nam sau này nó là một cái chỗ ngã tư, nó dung hóa được tinh hoa của cả nhân loại, cả Đông lẫn Tây, cả Bắc lẫn Nam, thì tạo thành tổng hòa, tạo thành một cái nền văn hóa Việt Nam ngày hôm nay. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh. Vâng, vâng, thì Đình Đại cũng vừa mới đọc một cái biên khảo của nhà biên khảo Đỗ Quý Toàn, ông cũng ở Nam Cali đây. Thì trong đó ông cũng có nhắc tới một cái khái niệm là để mà dân tộc Việt có thể tồn tại thì chắc hẳn là phải có một cái gì đó rất là đặc biệt. Và cái điều đặc biệt đó hẳn nhiên nó nằm ở một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh của người Việt đã hiện hữu trước khi mà người Hán đến đô hộ Việt Nam. Thì ở đâu đó nó cũng kết nối với lại những cái điều mà sử gia Phạm Trường Anh đã nói. Vậy thì thưa ông, với muôn ngàn khó khăn để mà làm cái công việc gọi là khơi nguồn, tìm lại một những cái dấu vết xa xưa đến cả ngàn năm, với hàng lớp bụi thời gian ở trên đó, vậy thì cái phương pháp và cái cách nào ông đã có thể bỏ thời gian ra để mà tìm tòi lại những cái điều đó? Phải nói là lịch sử là hàng ngàn năm, chứ không phải ngàn năm. Thì vấn đề thì tôi vẫn viết là, vẫn nói là cái trong cái tâm khảm, trong cái máu huyết của người Việt, nó có cái gen
tiếng Pháp mà nói là gen đó, tức là vâng. Cái gen là yêu nước thương nổi. Bởi vì chính từ cái ý niệm của truyền thuyết bố rồng mẹ tiên sinh ra bọc thai trăm trứng đẻ trăm con đó, thì chỉ có dân tộc chúng ta mới có hai chữ đồng bào. Không có dân tộc nào có chữ đồng bào, bởi vì không đâu có cái truyền thoại mà chung trong bào thai, đồng là chung cùng, bào là cái bào thai. Thí dụ người ta dịch cái này, Tổng thống Mỹ nói mà đồng bào Mỹ là sai. Mỹ là không có đồng bào. Thì bởi vậy mới nói lên được cái đặc biệt của người Việt Nam. Giống như tôi vừa, chúng ta vừa nói chúng ta có quốc tổ. Mà quý vị cứ để ý đi. Trừ cái chữ quốc tổ mà đảo ngược lên thành tổ quốc, thành ý niệm u linh bàng bạc trong tâm khảm người Việt Nam. Cái tổ quốc Việt Nam. Nên thành ra tổ quốc Việt Nam nó trường tồn. Mà dân tộc Việt Nam tồn tại được là nhờ cái lòng yêu nước thương nổi. Và trong cái gen người Việt lúc nào có ý thức yêu lòng yêu nước thương nổi và cái ý thức là đề kháng cái thực Bắc Phương, thực tộc. Thì mới tồn tại ra ngày năm. Thành ra nhà văn Đỗ Quý Toàn nó viết trong cuốn Đứng Vững Ngàn Năm cũng là một trong những cái đóng góp chung cho cái văn hóa của mình. Thì chính cái đó nó tạo thành cái niềm tự hào của dân tộc Việt. Và một điều nữa là trước khi là chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta phải tự hào mà nói với tất cả mọi người trong nước cũng như hải ngoại và kể cả thế giới rằng cái điều kiện khách quan của lịch sử, tức là vì cái cộng sản nó xâm lăng miền Nam, chúng ta phải tứ tán đi các nơi trên thế giới. Bây giờ chúng ta trở thành một cái quốc gia Đại Việt Nam mà siêu biên cương. Thế là có người Mỹ gốc Việt, kể cả người Nga gốc Việt, người Tàu gốc Việt, người Nhật gốc Việt, người Đức gốc Việt, người Pháp, một quốc gia siêu biên cương. Và với cái ý chí tiến thủ, học hỏi, nghiên cứu của người Việt, chúng ta có những cái bộ óc tuyệt vời. Thì tất cả cái thế hệ trẻ ở trong nước, ngoài nước đó, sẽ hoàn thành cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật siêu vượt, sẽ đưa Việt Nam lên hùng cường trong một tương lai không xa. Tức là khi cái điều kiện chế độ cộng sản không còn nữa, thì chúng ta thế hệ trung lưng đấu cật để xây dựng, để phục hưng cái đất nước Việt Nam và trở thành một cái cường quốc để sánh vai với cường quốc trên toàn thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn sử gia Phạm Trường Anh đã khơi mở ra một cái tương lai phải nói là rất nhiều hy vọng cho Việt Nam, và hy vọng là cái thế hệ trẻ có thể kết nối với nhau, có thể cùng chung tay với nhau để mà hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì cái mấu chốt, cái chìa khóa ở đây chính là làm thế nào để chúng ta có thể có cùng một cái kiến thức về cội nguồn, có cùng một cái kiến thức về văn minh, văn hóa Việt, về tư tưởng Việt, để từ đó chúng ta có cùng một cái mẫu số chung để mà làm cái gạch nối khiến cho chúng ta, dù rằng có là người Việt, có là người Hoa Kỳ gốc Việt, có là người Pháp gốc Việt, có là người Na Uy gốc Việt, Úc, Canada gốc Việt, vân vân, thì chúng ta cũng đều có một mẫu số chung, và chúng ta đều có cùng có một cái niềm tự hào chung, một cái vốn liếng chung. Thì là những cái đóng góp của sử gia Phạm Trường Anh trong công việc nghiên cứu của ông về nguồn gốc tộc Việt cũng như là về Việt đạo hay là tư tưởng người Việt cổ, là một cái đóng góp rất đáng trân trọng và rất đáng để mà chúng ta quan tâm và chia sẻ với nhau. Vậy thì trước khi xin chia tay với ông thì xin hỏi ông là làm thế nào để mà những người bạn ở xa có thể có được những cái tập sách của ông về tiếng Anh, cũng như là những cái tập sách tiếng Việt của ông. Vậy thì ông phổ biến nó bằng phương tiện nào ạ? Một số sách, ví dụ như cuốn History of Việt Nam thì tôi có phổ biến trên Amazon. Những cái cuốn Việt đạo thì chưa. Hay là tôi viết bộ lược sử Việt Nam, hai cuốn 1.700 trang. Thì nếu quý vị yêu thích, yêu mến lịch sử và trân trọng sách thì có thể liên lạc với chúng tôi. Vâng. Qua email là phạm trần anh
viết liền 2015 @gmail.com. Vâng, Đình Đại sẽ để lên trên dưới cái phần ghi chú để cho quý vị có thể theo dõi và quý vị có thể trao đổi, thậm chí trao đổi với lại sử gia Phạm Trường Anh qua cái email mà ông vừa mới cho chúng ta. Với một lần nữa, Đình Đại cũng như là quý khán thính giả của Paris Trà Đàm xin chúc ông thật nhiều sức khỏe và hy vọng là ông sẽ còn tiếp tục cống hiến những cái nghiên cứu rất là bổ ích để mà xây dựng cho thế hệ mai sau một cái nền tri thức, kiến thức vững chắc về nguồn gốc dân tộc Việt của chúng ta. Vâng, tôi đã hoàn thành cuốn Tiến trình lịch sử Việt và đang viết cái cuốn những nhân vật lịch sử của thời đại, tức là từ Bảo Đại, Hồ Chí Minh đến Ngô Đình Diệm. Vâng. Vâng, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin chào quý vị.